Mời hai anh chị hãy xem sự lựa chọn của mình. Em đã chọn đúng. Em đã chọn đúng. À, anh ấy đã chọn không đúng. Có món quà này anh xin tặng em. Món quà này chính tay em làm. Món quà này là món quà tâm linh nha em. Món quà chính tay anh làm. Vậy em đừng mở cho kỹ có tường thấy nha. Để mình. Trời ơi, làm gì cũng tò mò. Chị đừng mở gì các tường thấy. Nhìn thì biết rồi, Phật Pháp chẳng chứ gì đâu. Dạ. Không cho chị các tường thấy. Thôi khỏi đi, khỏi đâu. Em có một cuốn truyện muốn tặng anh. Một cuốn truyện thì có nhiều một bài văn trong đó. Thì trong đó một câu em mới đọc thấy rất là hay là: nơi nào có người thân, nơi đó là nhà. Dạ, cảm ơn em nhiều. Sao? Bây giờ nhận sai tao, bây giờ nhìn hình có nhận lại được đúng hay không? Đúng, hơi căng quá anh. Trời đất ơi, ngồi trước mặt rồi mà cũng chọn chưa ra nữa hả? Đó câu này kìa. Ờ, đúng rồi. Bị phạt là đúng rồi, bây giờ hát đi nè, nói lại tình xưa. Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Vai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ. Mưa ướt lên vai em, anh thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào, anh với em gặp nhau. Tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hẹn hò mùa đông buông thở. Sương mướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình nhớ nhau. Hay. Có cảm xúc gì không em? Rất hay. Rất hay à? Trời ơi, xuất sắc. Chắc sắp ổn rồi đó. Dạ. Bây giờ dạy Tường sẽ mời hai anh chị thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng Lạc Thái Bảy ha. Rồi, cái Tường xin mời hai anh chị thưởng thức. Đây gọi là một cái món ăn gọi là bát thái ha. Bát thái là một món ăn truyền thống và rất là đặc trưng của Thái Lan. Mời hai anh chị cùng thưởng thức món ăn này được kết hợp từ những cái sợi hủ tiếu khô ha, được xào chung với trứng nè, tôm nè, giá nè, hẹ nè, quyện với công thức sốt me đặc biệt của bếp trưởng người Thái Lan tại nhà hàng Lạc Thái. Mời anh chị thưởng thức nha. Nhớ vừa ăn vừa tâm sự với nhau. Một chút xíu Tường sẽ quay lại. Mời anh chị. Mời em ạ. Em ạ. Bây giờ công việc của em làm là giờ tháng mấy giờ mấy giờ? Sáng từ 7 giờ cho đến 4 giờ chiều. 7 giờ 4 giờ chiều. Dạ. Vậy nếu mà có duyên với nhau hẹn hò thì em thường là cuối tuần hay đúng tuần thứ 7 nhật em có rảnh không hay là thường thường thì em phải rảnh buổi tối tại giờ hiện giờ em cũng đang đi học nữa. Dạ. Nên thấy em thì lịch của em cũng bận rộn. Bận rộn á. Vậy là nếu mà cuối tuần thứ 7 nhật em có nhất thời gian để cho anh hẹn hò với em được không? Chắc được. Dạ. Em mời em ăn. Dạ. Hiện giờ là anh đang sống với lại mẹ. Anh với mẹ anh thôi à? À, với mẹ thôi à. Dạ. Còn em? Em đang sống chung với mẹ với lại một người anh. Nếu mà anh hỏi thật, nếu mà mình có duyên với nhau thì em có thể làm dâu anh được không? Tại hiện giờ em cũng đang sống chung với mẹ với anh ba em. Mà em giống như là một trụ cột chính. Ừ. Thì nếu mà sợ làm dâu, ví dụ mình có thể mình chia ngày ra được không? À, cái đó hả? Thì cái đó thôi, trước mắt là giờ mình cứ hẹn hò đi. Dạ, đúng rồi. Rồi, cái đó mình sẽ... tính sao bằng hao như vấn đề đó. Quan điểm của em về tình yêu như thế nào? Trong cuộc hôn nhân á, hai người đó phải tôn trọng nhau và phải chung thủy mới được. Anh cũng có quan điểm với em. Thứ nhất là chung thủy, mình có lòng tin với nhau. Đặc biệt là mình có cái nỗi buồn trong tình cảm phải chia sẻ với nhau. Có điều gì phải chia sẻ với nhau, phải một mạch hết. Không được như là mình không có được mập mờ. Anh là như vậy đó. Mình không được nói dối. Đúng. Thì trong tình cảm gia đình anh không tính nói dối. Anh có một cái điểm gì đó mà người kia không thích đi thì anh có chịu thay đổi hay không? Thì anh sẽ cố gắng chứ. Cái điểm của anh giống như anh nói với em là lúc mình danh anh phải hơi nói nhiều một chút xíu. Thì bình thường thì anh cũng ít nói lắm. Khi mệt mỏi cũng muốn nói. Ví dụ như là giữa hai người ví dụ đang gây lộn, giận dỗi nhau này nọ thì anh sẽ làm gì? Thì đầu tiên thứ nhất là anh cũng không muốn gây với người vợ của anh nữa. Là anh phải như là anh để cho ngày hồi anh nói hết đi. Rồi anh im lặng để cho vợ anh nguội rồi lát anh mới nói. Ví dụ anh có chuyện xin lỗi trước không? Được chứ, đó anh rất là thích, anh rất là chủ động. Khi người phụ nữ mà càng khóc, phụ nữ mà càng khóc nhiều thì anh càng có cơ hội để anh dỗ dành. Sao, món ăn ngon không? Đồ ăn ngon không? Nhà hàng ngon chị. Ngon à, đó giờ ăn đồ Thái lần nào chưa? Chưa chị. Chưa hả? Dạ. Nay có cơ hội ha. Theo như em muốn, ví dụ như là mình tìm hiểu một mối quan hệ. Rồi nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? 6 tháng chị. 6 tháng. Nếu mà hẹn hò vậy thì bao lâu mình từng mình gặp nhau đi chơi mấy lần? Thì bạn gái nói thì một tuần có thể là, nếu là một tuần đi lần cũng được chị. Rồi sau này giả tỷ lấy nhau về nè, đó. Rồi bây giờ vợ xuống với hóc môn ở mỗi ngày, vợ đi làm bệnh viện hơi bị xa nha. Xa lắm á chị. Xa lắm á chị. Rồi làm sao? Thì cái đó mình đi sớm thôi. Đi sớm được mà. Hay đi sớm xíu. Ông sắp xếp hết trơn rồi. Vì tình yêu người ta phải làm hết. Còn em không được, em đưa đi. Có không à? Có. Mỗi ngày đưa đi đón về.
Thì nó đi cái vô sau này mới thương quá mà đi. Rồi mới thôi, trẻ. Thì nó cũ sau này có con rồi em bước dứt con đi học làm sao mới đi được. Nó cũng khó cho em. Rồi hai vợ chồng tự sắp xếp, nói chung là như vậy. Thật sự á, bây giờ mà để tìm được một người tâm đầu ý hợp mà hiểu mình, chia sẻ với mình thật sự khó lắm. Đó, cái mọi thứ đều là cái duyên nữa. Hôm nay mình gặp lại nhau, được nhau là một cái duyên rồi. Còn mình đi tiến với nhau trong đoạn đường được bao lâu là tùy theo hai người. Nếu mà yêu thương thì ai cũng phải có sự hy sinh, chứ không thể nào mà mọi thứ mà như ý mình mong muốn được hết. Bây giờ hôm nay á, là nãy giờ Tường ra ngoài cũng có nhiều chuyện với người nhà của mình. Bên đây là có em gái đi theo, bên đây là có bạn đi theo. Bây giờ Tường mời hai bạn, hai bên gia đình vào để mỗi người cho vài cái ý kiến về cặp đôi ngày hôm nay xem như thế nào nha. Dạ. Rồi mời em gái vô. À, mời bạn gái vô luôn. Rồi giờ mình nói chuyện chơi thôi. Thì bây giờ nãy giờ hai bạn ở ngoài ha. Okay. À, giới thiệu đây là em tên gì? Tên Oanh. Tên Oanh, em chơi với Diễm bao nhiêu lâu rồi? 17 năm. 17 năm là hiểu rõ bạn mình dữ lắm phải không? Rồi hai mặt hai người cũng có cái mặt giống giống nhau ghê ha. Rồi nãy giờ ở ngoài em nhìn sơ bộ em thấy cặp đôi này sao? Thứ nhất thì thấy ảnh hiền thì chắc là nếu bạn em thì cũng hay nhiều khi hay cấu thì chắc có thể là chịu đựng được, hy vọng là như vậy. Ông này ông phải hiền đúng rồi, tại ông làm công việc ông cần cái sự tỉ mỉ, bên đây áp lực lắm, trời ơi, chăm sóc một bệnh nhân mà con nít nữa căng thẳng lắm. Cái thứ hai nữa là về công việc của ảnh thì có thể là tự chủ động về thời gian hơn so với công việc của bạn em, thì đôi khi mình ví dụ mình muốn tham gia mình cũng không tham gia được, bởi vì cái công việc của mình nó là như vậy. Và bác sĩ nhất là trong hồi sức nữa, bạn em là làm về hồi sức cho nên là lúc nào cũng rất là căng thẳng và công việc gần như là dày đặc á, anh phải hiểu. Và việc mà cố gắng là chọn một cái thời gian rảnh cùng nhau để đi hẹn, nhiều khi cũng bị thất hẹn, thì anh cũng phải hiểu về những cái vấn đề nó có rất là nhiều thứ xảy ra. Thì em nghĩ là cũng có thể cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu thêm. Rồi còn em, em tên gì? Dạ em tên Tâm. Tên Tâm, em là anh gái, em gái của bạn. Em Út luôn. Anh là thứ mấy? Dạ thứ năm. Thứ năm, rồi nhiều khi đây mai mốt làm chị dâu đó, có thể vậy luôn đó. Dạ. Rồi em thấy dạ, là sao? Em thấy như trò chuyện giữa ảnh với chị thấy cũng hợp với nhau, anh của em rất là thật thà. Anh thấy chị thì thấy cũng công việc thì cũng bận bộn, nhưng mà anh hiểu được công việc đó. Tại vì nhiều khi em có gia đình á, em cũng chia sẻ với anh cũng nói không có gì hết. Nếu mà chị anh mà quen được một người bạn gái á như chị này chia sẻ với nhau thì anh rất là nghe, rất là hiểu. Em cũng mong được anh chị mà quen với nhau tiến tới để cho mẹ em ra nhà vui. Em có thể chia sẻ một chút xíu về anh trai của mình, có cái gì nãy giờ ảnh chưa tiết lộ thì chia sẻ luôn cho đây mọi người cùng nghe luôn. Nói chung là ảnh cũng hoạt bát hiền lắm, nhưng mà ảnh có hiếu với cha mẹ lắm. Ừ, vậy tốt ha. Anh tốt. Em ảnh rất là thương nhau làm bọc. Anh có tật xấu gì không? Hay nói á. À là cái tật nói đó. Không đúng là anh nói là anh tự khai rồi. Dạ. Ngoài cái tật xấu đó ra anh còn tật xấu gì không? Anh không có nóng tính như người ta, mỗi lần em nóng tính mà anh thôi kệ mày nói ta làm thinh. Còn mẹ có dặn dò gì hay kiếm con dâu như thế nào vậy? Mẹ hỏi hoài mà có thấy đâu chị. À, hỏi hoài không thấy. Mẹ nói gì không? Mẹ nói mày đi về coi vợ nha, mày coi mày đem vợ về cho tao đi. Dạ, mẹ nôn lắm rồi phải dạ. Không? Rồi thôi cảm ơn hai bạn ha, một vài thông tin để cho hai anh chị đây mình có thể tham khảo được nha. Dạ. Rồi cảm ơn hai bạn rất dạ, nhiều. Bây giờ để cho hai bạn hiểu nhau hơn nha, mình chơi một vài cái trò chơi của chương trình đi. Bây giờ mình sẽ bốc là mấy lá bài, rồi có những cái yêu cầu trong này, ưu tiên bạn nữ bốc trước. Chỉnh cà vạt cho bạn nam và nói lời yêu như kiểu trước khi bạn trai đi làm vào buổi sáng. Chà, cái này nó hơi ngược với cặp đôi này nha. Cái này thường là chắc sáng là chồng phải chỉnh áo cho vợ ha, đưa vợ đi làm giống như là đi làm vào buổi sáng. Nhưng bây giờ ngược lại, đâu mình thử đi, mình làm cho ảnh đi, mốt về mà nếu thành đôi ảnh làm lại cho mình. Đó, hôm nay ảnh có thắt cà vạt nè, bây giờ mình tiến qua. Đứng lên anh, bây giờ mình qua đây đi. Cái gì đâu, không sao đâu. Để em đang suy nghĩ thôi, mình sẽ nói gì. Em à, anh đi cẩn thận cái cổ, ở nhà em nhớ lắm đồ. Anh đi cẩn thận nha. Dạ, cảm ơn. Anh sẽ đi cẩn thận. Đi, không có nhớ em. Ông lanh quá. Nhà về đi, chứ chừng cái đời. Thôi về đi, trời ơi, khổ ghê. Dễ thương thì cố gắng nha. Em thấy thì cơ bản là được. Nhưng mà đương nhiên nó cũng còn nhiều cái về hoàn cảnh sống, điều kiện sống nó hơi khó khăn. Hai người phải cố gắng. Hãy thể hiện lại ba cách. Thể hiện tình cảm thân mật với người yêu cũ mà bạn đã từng. Trời ơi khổ ghê vậy đó. Bây giờ ba mối tình rồi phải không? Dạ. Đó, hồi đó giờ hồi nãy giờ cổ thể hiện nhanh rồi đó. Giờ anh nhớ lại coi ba cách anh thể hiện tình cảm với người yêu cũ làm sao, làm lại diễn tả lại coi. Thì khi mà em giận anh thì anh cho anh nói như là chân thật nhất là tiền anh giận nhưng mà anh vẫn thương em. Đó là điều thứ nhất cái chị. Rồi, điều thứ hai cũng giận. Nhận nhận. Điều thứ hai là nếu anh có sai sót cái gì á thì em cũng đừng nóng giận nữa, bỏ qua cho anh. Và điều thứ ba là em hãy cho anh hôn một cái. Trời ơi. Hồi xưa giờ là vậy đó ha. Đầu tiên là phân tích rồi ha. Dạ. Rồi năn nỉ giải trình ha, cuối cùng cho hôn cái. Dạ. Vậy mới về được chị. Về được. Mà thường thường thành công hay thất bại? Thành công chị. Thành công hả? Thành công bây giờ ta cũng đi mất tiêu rồi.
dễ thương ha, chất phát thật thà ha. Bây giờ hai người nhìn thẳng vô nhau nè. Dạ. À, còn điều gì mình muốn nãy giờ mình muốn chia sẻ với nhau nữa hay không? Dạ, anh muốn hỏi em một điều thôi. Điều nhất cả chương trình đây luôn. Ví dụ trong kinh doanh của anh, nếu xảy ra biến cố, anh có thể chia sẻ và thông cảm cho anh trong hoàn cảnh đó không? Chắc chắn rồi, tại vì trong cuộc sống thì không phải nào lúc nào cũng thành công được. Nếu mà anh có ý chí phấn đấu và vươn lên chứ không được buông bỏ. Như là giờ anh đang còn nhiều ý định tính phát triển nữa hay là sao? Dạ còn nhiều công việc lắm chị. Thế còn giờ em muốn hỏi anh câu gì nữa không? Tại vì em thường thường là phải qua thời gian và tiếp xúc này nọ đó thì em mới suy nghĩ được. Bây giờ nó đột xuất quá. Ok, nếu vậy thì bây giờ là đến lúc quyết định. Hồi nãy giờ chúng ta đã có thời gian gặp nhau rồi, trò chuyện rồi, mặc dù ít. Đương nhiên mình không thể nào hiểu hết mấy phút ở chương trình, nhưng cảm xúc là đã có. Mình có rung động hay là không? Đối phương này có phải là cái người mình đang mong muốn tìm kiếm hay không? Thật sự cái này ở cái lần gặp đầu tiên là mình đã có cái cảm giác đó rồi. Thì nếu thật sự chúng ta cảm thấy đây có thể là một cái nửa mình tìm, có thể là cái duyên của mình, thì mình cho nhau cái cơ hội. Và khi bấm cái nút này thì các bạn phải hiểu đây là cái nút bấm để hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Còn nếu mình cảm thấy người này không hợp, anh này không hợp, cô này không hợp, thì mình không cần phải lịch sự để bấm. Rồi, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. 1, 2, 3. Hết thời gian, chọc mừng quá. Rồi, mời qua đây luôn anh. Hai người đứng chung một bên nha. Trước tiên là mời hai bạn nắm tay nhau. Thật sự là Tường lo, cũng hơi lo. Tại vì Tường, nếu như Tường thấy là cũng còn một số điểm giữa hai bạn chưa có phù hợp lắm. Nhưng mà thật sự mình cũng có cái tuổi rồi. Mà thời gian của em cũng rất là bận rộn. Em cũng không có nhiều thời gian để mà đi ra ngoài hay là để tìm kiếm một cái cơ hội. Thì cơ bản cái điều mà chị thấy tương xứng là về cái đạo đức. Chị nghĩ anh này là anh là một người có đạo đức vì cái công việc anh đang làm. Tự nhiên mình cũng nghĩ, mình thấy như vậy. Công việc bên em cũng vậy, thì mình nghĩ đây là hai người rất là nghiêm túc. Rồi, mời hai anh chị hôn nhau một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày chúng ta gặp nhau ở chương trình Hẹn Ăn Trưa. Rồi, anh xin phép anh hai cái nha. Sao vậy? Nó vui rồi chị. Vui rồi hả? Hồi nãy em nói em thích hài hước là có luôn rồi đó. Rồi, cảm ơn hai bạn. Chúc công việc hiện tại của mình. Sao anh nói em không? Alo, anh giới thiệu một số những cái thông tin cơ bản về bản thân của mình nha. Anh nghe được không? Rõ rồi. Rồi, ok, mời anh. Em hiện em tên là Nguyễn Minh Đông, sinh năm 96. Công việc của em hiện là chạy xe công nghệ anh. Chạy xe máy hay là xe ô tô? Xe máy anh. Rồi, hiện tại em ở đâu? Hiện tại em đang ở Sài Gòn mà. Rồi, thu nhập bình quân của mình tính ra là bao tiền tháng? Tầm 12 triệu anh. 12 triệu. Anh ở quận nào? Em ở Bình Tân. Bình Tân. Rồi, anh Đông có điểm mạnh để nhớ gì? Nói chung là điểm mạnh của em là nói chung là hay giúp đỡ người khác rồi. Còn điểm yếu của em là không biết chơi hay không. Tình trường trước giờ của anh là có mấy mối tình rồi? Tình trường giờ của em là có 2 mối tình nè. Kể về 2 mối tình đi anh. Đó là mối tình đầu của em quen khoảng 3 năm, hai người chia tay. Còn mối tình thứ hai em mới qua chia tay đây cũng 3 tháng, là quen cũng 2 năm anh. Mối tình đầu thì quen khoảng 3 năm thì tại sao chia tay? Mà quen vào cái hồi đi học hay đi làm rồi? Đó còn đi làm á anh, nói chung là bên gia đình bên kia cũng khá giả, còn bên em cũng, bên đây gia đình em nó cũng không có khá em, nên nó không có chung. Nói chung là lý do chia tay cũng gia đình nha. Mối tình thứ hai là mới chia tay khoảng 3 tháng. Anh ra mối liên kiếm người yêu mới rồi. Dạ, tại mối tình thứ hai của em á là em thấy quen mà không tới đám cưới được á anh. Em bây giờ em muốn tham gia chương trình này là em muốn quen rồi coi em sẽ cưới luôn ha. Bởi vì em mới đăng ký thôi, chương trình này. Nhưng mà tại sao, cái lý do là tại sao quen mà không thể đám cưới được? Tại vì cũng hai bên bố em là quê miền Tây, còn ở kia là quê ở miền ngoài á anh. Bởi vì cũng không có phù hợp nữa. Bố là quê miền ngoài.
Dạ. Kia người ta không có chấp nhận người mình đây á, gia đình cũng khó. Nhà mình là ở Sài Gòn luôn đúng không anh? Hiện tại đang ở với bố mẹ. Không, quê em ở Đồng Tháp anh. Hiện em đi làm ở Sài Gòn anh. Quê Đồng Tháp. Dạ. Rồi nhà mình ở tới Đồng Tháp luôn. Hiện tại trên này ở trọ. Ở trên này là em đang ở công ty anh, ở công ty của bạn em. Chứ không. À, bây giờ mình muốn chương trình tìm cho mình mỗi người như nào, ngoại hình và tính cách. Nói chung là tính cách, nói chung là tìm mỗi người thật thà với trung thủy nè. Thật thà trung thủy. Dạ. Ngoại hình. Ngoại hình thì nói chung là cũng dễ nhìn anh. Ngoại hình dễ nhìn, còn gì nữa nhỉ? Dạ không, em đơn giản em anh ơi. Bạn đó quê quán cái vùng nào thì phù hợp với mình? À, quê quán nói chung là ở miền Tây cho là được anh. Ở miền Tây. Dạ vâng, rồi anh, hôm nay là cái buổi đầu tiên làm quen để mà biết thông tin cơ bản về anh đã. Sau đấy tìm được cái người mà phù hợp với anh thì chương trình sẽ anh. Em nói rồi mà chị. Alo. Nghe nhỏ quá vậy ta. Em có gửi lên rồi mà. Sao rồi, bây giờ nghe rõ hơn rồi anh ơi. Em nói đi, em nói đi. Bên mình chưa có nghe. Nghe để em tắt tai nghe. Hay là tắt tai nghe đi, em nói bằng bình thường đi, thử xem. Rồi em nói đi. Dạ, nghe mà. Ừ, nghe đỡ hơn rồi nè. Rồi bây giờ bữa nay là cái buổi casting đầu tiên á, mình sẽ chia sẻ lại. Chia sẻ với cái cách mà em nói chuyện để cho bên mình nhìn xem cái cách mình nói chuyện truyền tải thông tin như thế nào em nha. Nên là em có gửi thông tin thì tụi chị biết rồi. Nhưng mà bây giờ em cần trình bày lại bằng văn nói giùm chị. Em chia sẻ về em đi. Em họ tên, công việc, quê quán của mình như thế nào? Dạ em tên là Nguyễn Hoàng Nam. Quê ở Bà Rịa. Hiện tại đang làm bảo trì điện. Rồi em sinh năm bao nhiêu nè em? Sinh năm 1987 gì? Ừ. Bảo trì điện, em đang làm ở đâu? Dạ làm ở thị xã Phú Mỹ. Làm ở Phú Mỹ là làm ở Vũng Tàu luôn á. Dạ đúng rồi, trong tỉnh của em luôn á. Là đi làm là sáng đi chiều về á hả? Dạ đúng rồi. Rồi em nói một chút điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của em giùm chị nha. Tự nhiên giùm chị. Em nói điểm mạnh của em cho chị đi. Điểm mạnh em là cái gì? Dạ em biết nấu ăn vậy. Gì nữa nhiều lên, kể nhiều ra. Thì em nói chung là việc nhà em làm được hết đó. Ừ. Rồi điểm yếu là gì? Nấu nhậu nhẹt, hút thuốc gì không? Mấy cái đó thì có, nhưng mà thỉnh thoảng mới nhậu thôi chứ không phải là nhậu thường. Ừ. Rồi được, em có bao nhiêu mối tình rồi? Tại sao chia tay? Dạ là hai thì chia tay thì cũng nhiều lý do lắm, nhưng mà cái quen thời đó là cái thời sinh viên, cũng chưa có nghĩ tới vấn đề hôn nhân. Lý do sao mình chia tay em? Thì bạn nữ gặp được người tốt hơn, với lại hồi đó còn trẻ. Không có công việc rồi lúc đó thì sao? Hay là tính cách hay là mình đi học mà. À lúc đó đang là sinh viên, với lại là quê hai bên cũng xa nữa. Ừ. Rồi và ok, bây giờ em muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Em thì cũng không có tiêu chuẩn gì hết á, chị ơi, nói chung là kiếm thảo là được rồi. Với lại đừng có cục xúc quá.
Cục xúc là sao ta? Cục xúc là nóng tính đó chị. Từ trước em quen hai bạn nữ cũng nóng tính lắm. Nóng tính lắm hả? Rồi. Nhưng mà em ít nói không? Chị thấy sao ít nói quá vậy? Dạ đúng rồi, em ít nói lắm chị. Nói chung là người lạ, em gặp người lạ là em ít nói lắm. Rồi người quen thì nói ít hơn nữa hay sao? Thì nói ít hay nói nhiều gì cũng được á chị, nhưng mà nói đúng là được chứ đừng có nói xàm xàm. Em là hồi trước em học cao đẳng đại học gì không anh Nam? Dạ em học cao đẳng gì? Cao đẳng gì? Cao trường nào? Dạ trường đại học công nghiệp á. Rồi sao làm mà học ở Sài Gòn? Học ở thành phố dạ, rồi về đó làm hả? Dạ đúng rồi chị. Em cùng quê em đây mà. Ok. Rồi. Ok em có còn yêu cầu gì nữa không? Dạ không gì. Rồi. Phần casting của em xong rồi đó, có gì? Tự nhiên. Rồi có gì chương trình sẽ liên hệ lại cho mình sau nha. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Khi mà có thông tin về bạn nữ thì chương trình sẽ liên hệ lại anh sau ạ. Dạ buổi phỏng vấn của mình kết thúc rồi ạ. Anh có thể thoát cuộc gọi được rồi anh. Chương trình cảm ơn anh ạ. Dạ. Rồi out rồi. Quê là Bến Tre. Người ta là đang kiểm hàng về may mặc. Rồi mình nói một chút điểm mạnh điểm yếu của mình nha. Điểm mạnh là người thẳng thắn. Điểm yếu là tính tình hay tính tình hay hiền. Hiền mà là điểm yếu hả? Đúng rồi. Rồi mình được bao nhiêu mối tình rồi sao mà chia tay? Nói chung là cũng 1-2 chứ không hợp á chị. Cụ thể sao không hợp? Không hợp chuyện gì? Nói chung về tuổi tác với lại do nói chung là người ta thích tiền nhiều hơn. Em không có tiền hay sao? Tiền em làm thì sao? Kinh tế của em như thế nào? Thế người ta đòi hỏi số tiền nó phải lớn hơn nữa. Không, chị đang hỏi em đó, cái thu nhập mình thì ổn định không? Dạ ổn định chị. Bao nhiêu, khoảng tầm bao nhiêu tháng? 10 triệu chị. Rồi bây giờ em muốn tìm một người như thế nào? Người đó bằng tuổi mình hoặc nhỏ hơn, vài tuổi cũng được. Tình thì vui vẻ hòa đồng, có thể là làm công nhân hay gì cũng được. Rồi em không thích điểm gì ở bạn gái? Sao chị? Em không thích điểm gì ở bạn gái? Thế là đừng có đua đòi quá. Còn gì nữa không? Lý thứ hai là mình, ví dụ mình thích cái đó thì mình cũng từ từ có tiền mua chứ không phải là thích xong đòi liền. Rồi, ok. Rồi được rồi, phần casting của em xong rồi đó. Nếu được chọn bên chương trình sẽ liên hệ lại cho mình sau nha. Dạ.